Ngày nay thì hầu hết tất cả các gã gây mê mà có sử dụng thuốc giãn cơ thì họ được thở máy, và cái máy thở trong phòng mổ đó là chính là máy gây mê. Thì việc mà mình cài những cái thông số thở trên một người bệnh á, nó phụ thuộc rất nhiều vào từng từng mạch bệnh, từng tùy từng người mà mình sẽ có những cái chế độ thở cũng như là cách thức cài khác nhau. Tuy nhiên về mặt cơ bản thì nó vẫn là việc mà mình phải nhập vào một số thông số ở trên cái máy thở, để từ đó máy nó sẽ thực hiện đúng những cái thông số mà mình cài. Từ đó nó sẽ giúp đưa vào phổi bệnh nhân một lượng khí, giải phóng được cái bàn tay của mình trong quá trình mà nếu như trước đây mình bóp bóng thì ngày nay máy thở với cái bóng xếp nó sẽ giúp cho mình thay thế cái việc đó, và mình có thể rảnh tay để làm những việc khác. Thì việc cài nó thì cũng không có phức tạp nhiều. Thì trong cái phần này mình sẽ hướng dẫn để các bạn hình dung được là quá trình mình cài một cái máy thở nó như cài những cái thông số của một cái máy thở nó như thế nào. Và ở đây mình sẽ sử dụng một cái trường hợp đơn giản nhất trên một người khỏe mạnh để mình dễ hình dung. Rồi mình bắt đầu ha. Rồi bây giờ trong cái phần này mình sẽ hướng dẫn cài đặt máy thở cho một bệnh nhân. Một bệnh nhân mình ví dụ đây là bệnh nhân nam. Cài đặt máy thở cho một bệnh nhân nam có A SA1, có chỉ số sinh học là chiều cao 1m70 và cân nặng là 70 kg. Rồi sáng nay mình sẽ nói sơ về cái cân nặng lý tưởng. Trong thực hành gây mê hồi sức á, mình sẽ quan tâm rất nhiều và ưu tiên hàng đầu đến cái chỉ số cân nặng lý tưởng. Thì cân nặng lý tưởng nó viết tắt của chữ I, P và W kép. Nó viết tắt của từ idea, B là body và W kép là way. Này, như vậy thì cân nặng lý tưởng thì nó có một số công thức, thì các bạn không cần phải nhớ nhiều ha. Mình chỉ cần nhớ công thức là lấy cái chiều cao của người bệnh á, lấy chiều cao mình trừ cho 100 được không? Lấy chiều cao trừ 100. Nhưng mà đôi khi lấy một chiều cao trừ 100 thì thực chất nó chính là cái phần, thì nó tương đương với cái phần phần thập phân á. Phần thập phân của chiều cao, được không? Ví dụ bệnh nhân cao 1m70 thì trừ đi 100 cm có phải là bằng tương đương cái này là cân nặng lý tưởng của họ sẽ là 70 kg trừ 100 đi. Hoặc là bệnh nhân có cao 1m60 thì tương đương với cân nặng lý tưởng của họ là 60 kg nha. Tương tự 1m50 thì 50 kg, 1m65 là 65 kg, được không ạ? Rồi mình thống nhất nhau ở cái cân nặng lý tưởng này. Rồi bây giờ ở bên đây mình sẽ cho một cái bệnh nhân nam có ASA1, chiều cao là 1m70, cân nặng là 70 kg. Thực tế trên lâm sàng là vẫn có những người thế này ha, là có cân nặng lý tưởng luôn á. Còn những người mà mình nhìn vào họ có cái chiều cao đó, chỉ cần mình nhìn ra cái mình xem ra cái cân nặng thực tế của họ rồi mình chiếu vào cái phần tập phân này nè, mình có thể so sánh là họ họ thừa cân hay là họ thiếu cân liền, đúng không? Rồi như vậy thì mình sẽ áp dụng cái chỉ số này để cài đặt máy thở. Thì trong máy thở á, mình sẽ có nè, ngày nay khi gây mê thì hầu hết tất cả các trường hợp mà gây mê mà cho giãn cơ là hầu hết là họ sẽ thở máy ha, họ thở máy. Thì cái máy gây mê của mình nó có một cái bóng xếp. Nhiệm vụ của cái bóng xếp đó là nó sẽ bơm vào phổi của người bệnh một cái thể tích khí để giúp cho duy trì cái chức năng thông thông khí, cũng như là giúp cho họ có thể trao đổi khí và có thể duy trì thay thế cái phổi nha. Thì đây là cái máy đi, khi nó dập xuống vì nó đi ra hai đường, thì nó ra hai đường á, mình gắn cái ống nẩm vô đây này, thì cuối cùng nó đi vào cái một nơi, đi vào một nơi và đi vào ống nội khí quản, đúng không? Nó vào người bệnh thì vào đâu? Tức là vào phổi của người bệnh á, được không? Rồi đi vào phổi của bệnh của người bệnh như thế này. Như vậy thì khi mà cái bóng này, cái bóng xếp này nó đẩy xuống một lần như thế này, một cái thể tích V tương ứng với một một nhịp á, một nhịp đi vào đó ha, thì người ta gọi đó là VT.
VT là volume control, volume này, volume control ha, cho đây có chữ N. Rồi volume control mình dịch nó theo tiếng Hán Việt ra đó là thể tích khí thường lưu, nhưng thực tế thì nó chính là thể tích khí trong một lần hít vào hoặc thở ra, thì nó chính là thể tích khí trong một lần hít vào ha, hít vào hoặc là hoặc thở ra, hoặc nha, nhớ là hoặc thở ra chứ không phải là thở, hít vào và thở ra thì mình cộng hai cái này lại là không đúng nha. Rồi như vậy VT là thể tích khí thường lưu thì nó chính là cái thể tích mà một lần máy nó đẩy xuống, nó bơm vào người bệnh một cái thể tích ha, để cho đủ cái nhu cầu sống của họ. Thì đó chỉ là một nhịp thở thôi, nhớ nha, trong một lần nè, mình sẽ có là trong một lần hít vào hoặc là thở ra. Như vậy thì nhưng mà trong một phút á, trong một phút thì họ thở tới mười mấy lần lận, được không, mười mấy lần lận, nhưng mình phải tính số lần của một nhịp thở thực của họ là bao nhiêu, rồi sau đó mình nhân với lại cái VT này thì nó ra được cái con số mà họ cần trong một phút ha. Thì dựa vào đâu để mình cài? Thì thông thường cái VT này á, người ta sẽ dựa vào cái công thức này nè, VT thì người ta sẽ cài theo cái công thức với cái tỷ lệ là 6 cho đến 8 ml trên 1 kg cân nặng lý tưởng. Nhưng mà cái VT này nó rất là rộng ha, nó có thể đi từ 5 cho tới 15 ml trên 1 kg. Nha. Nhưng mà vì trên thực tế thì người ta sẽ chọn con số 6 đến 8 là để bảo vệ phổi, tránh cái tình trạng là mình làm cái VT này quá lớn, nó gây chấn thương phổi do áp lực. Do thể tích quá lớn thì nó làm tổn thương phế nang với áp lực lớn, được không? Nhưng mà rồi, bây giờ 6 đến 8 ml ký. Rồi bây giờ đối với cái bệnh nhân này, mình đang ví dụ cái bệnh nhân này là bệnh nhân nam SA1, tức là khỏe mạnh. Họ có cái, mình cài cho họ là bao nhiêu? Bây giờ mình chọn nè, mình chọn VT. VT cho cái bệnh nhân này là bao nhiêu? Cái bệnh nhân này, bệnh nhân nam này nè, nam này là 70kg nè, thì cân nặng này là mình đã cho lý tưởng rồi. Thì bây giờ mình chọn 6 hay là 8? Nhưng mà 6, con số từ 6 đến 8 á, nó sẽ có lại gì? 6 này, nó có 6.1 đúng không? Hay là 6.2, rồi tới 7, rồi nó tới 7.1 .. rồi tới 8, đúng không? Vậy thì mình chọn hỏng số nào đây? Chọn con số nào để cho nó phù hợp? Thì lúc này mình sẽ tính ha. Đối với người nam á thì mình sẽ lấy cái cân nặng và chiều cao của họ, mình tính ra cái diện tích da ha, diện tích da. Thì diện tích da viết tắt của cái chữ đó là mình hay nghe là từ BSA, được không? BSA với công thức của nó là bằng căn bậc 2 của cân nặng nè nhân cho chiều cao mà chia cho 3600. Rồi thì nó sẽ bằng, mình thế số vào đây, cân nặng của ảnh là 70 nhân cho chiều cao là 1m70 là 170 á, rồi mình chia cho 3600. Công thức này sau khi mình bấm máy á thì nó ra là tầm khoảng 1.8, được không? Nhưng mà các bạn đừng có tính như thế này lâu lắm. Mình lấy cái điện thoại của mình á, bây giờ điện thoại nó xài hai hệ điều hành, một cái hệ điều hành là iOS, đại diện là iPhone á, iOS có hệ điều hành iOS và hệ điều hành Android. Mình lên đó, mình lên hai cái ứng dụng của hai cái trang này nè, mình tải về cái mình lên đó mình search cái từ BSA nè, mình search rồi mình tải về, sau đó rồi mình đăng nhập vào, mình không cần đăng nhập đâu, mình tải về xong cái mình nhập những cái số này vào
là mình tính được cái chỉ số này rất là nhanh ha, không cần phải tính toán nó mất thời gian và đôi khi nó lại sai số nữa. Rồi sau khi mình tính được cái PSA của anh này là 1.8 thì đối với người nam á, mình sẽ lấy cái PSA này này, đối với người nam ha, người nam nói chung luôn, mình đối với người nam mình lấy PSA mình nhân cho 4.0 thì nó ra là, tức là lấy 1.8 1.8 nhân cho 4.0 thì nó ra là 7.2. Như vậy là nếu mình sẽ dùng cái số từ 6 đến 8 mà như nãy mới nhắc ha, thì trong cái số từ 7 đến 8 nó có 6.1, 6.2, rồi 7, 7.1, rồi tới 8. Và cuối cùng anh này mình tính ra là 7.2. Vậy thì mình chọn số 7.2 cho ảnh, đúng không? Chứ đâu có thể nào mà người ta cần, cái nhu cầu người ta cần là 7.2 mình đi cài 6, hay là nhu cầu người ta chỉ cần có 7.2 thôi mình đi cài 8 là nhiều hơn rồi. Con số này là những con số ước đoán mà, nó đâu có chính xác và nó cũng đâu có ý nghĩa gì nhiều đâu, đúng không? Bây giờ mình tính ra cụ thể anh này là như thế này rồi thì những con số này nó không có thực tế là áp dụng trên người ảnh được, mà đây chỉ là một con số ước đoán thôi. Bây giờ mình đã biết rồi thì mình tính cụ thể trên người của họ luôn, hay là mình lấy cơ thể của mình ra, lấy cân nặng của mình ra, lấy chiều cao của mình ra rồi mình tính vào. Rồi như vậy là cái VT của anh này trong một lần hít vào nó là 7.2. Như vậy thì một lần hít vào của ảnh VT nó sẽ bằng 7.2 này mình nhân cho 70 kg thì nó ra bao nhiêu? 504 ml, nhớ là ml thôi ha. Rồi 70 ml. Như vậy thì trên máy thở mình sẽ cài cái VT cho ảnh là 504 ml, còn S mình cài sao, còn tần số á, tần số F này, tần số thở này mình cài bao nhiêu? Thông thường là mình cài từ 12 cho đến 16 lần một phút, đúng không? Rồi bây giờ với anh này thì mình nghĩ sao? Mình cài 12, 13, 14, 15, 16, cài số nào? Thì bây giờ mình sẽ tìm ra cái cách để mà mình chọn luôn cho nó chính xác, phải không? Mình đã tìm được cái VT nó tương đối chính xác rồi thì bây giờ mình tìm cái F cho nó chính xác. Mình đi theo qua một cái khái niệm nữa, đó là cái thông khí phúc, là VE nè, VE thông khí phúc. Thì bạn thử hình dung nè, một phút á, bạn đã lấy đi của môi trường bao nhiêu lít oxy? Mình thử suy nghĩ đi, mình lấy được của môi trường bao nhiêu lít oxy ha. Thì bệnh nhân cũng vậy, một phút họ cũng sẽ lấy trong máy gây mê ra bao nhiêu, hoặc là máy gây mê sẽ cung cấp cho họ một cái lượng khí giống như vậy để họ còn dùng chứ. Nếu không thì mình cho giãn cơ rồi không có oxy làm sao họ sẽ sống được. Như vậy thì mình sẽ có khái niệm đó là VE, là thông khí phúc. Thông khí phúc được tính là 100 ml trên 1 kg cân nặng lý tưởng. Ai biết cái quên luôn. Cân nặng lý tưởng, được không? IPV kép nè, cân nặng lý tưởng. Thì đối với người lớn nha, người lớn trưởng thành á là 100 ml trên 1 kg, còn trẻ em thì khác nha. Nhắc đi luôn, trẻ em nè. Trẻ nhỏ thì nó sẽ là 200 ml trên ký, được không? Vậy thì người lớn là 100, trẻ em là 200. Như vậy thì với cái bệnh nhân này, một phút họ xài là VE, là thông khí phúc, tức là một phút họ sử dụng là bằng 100 nhân cho 70, nó sẽ bằng 7.000 ml ha. Vậy là một phút anh sử dụng của môi trường là hết 7 lít, là tương đương là 7 lít á, là 7.000 ml. Rồi bây giờ trên máy thở, như vậy thì mình có nè, VE là thông khí trong một phút thì nó bằng thể tích khí VT của một lần hít vào nhân cho tần số thở, đúng không? Mà VT nãy mình có gì rồi, mình tính thừa nãy nó là 504, đúng không? Nhân cho F, mà VE này nè, mình mới tính xong ở trên này nè, VE là 7.000 nè, 7.000 mình thế vào đây luôn. Lúc này mình sẽ chuyển cái F qua thì F nó sẽ bằng, lúc này mình đẩy cái F qua thì F tần số thở nó sẽ bằng 7.000 chia cho 504 ml thì nó bằng 13 phẩy mấy á, tức là tầm 14. À, như vậy là
trường hợp này mình đã có được hai thông số cơ bản để cài lên máy thở rồi ha. Một đó là VT. VT của anh sẽ là 504 ml. Thứ hai là có cái F luôn. F nó sẽ bằng là 14 lần trên phút. Những thông số phụ trợ còn lại của máy thở nó còn là đó là Y trên Ơ. Chính là cái thời gian hít vào thở ra là mình cài là 1, 2. Và bíp áp lực dương cuối kỳ thở ra là mình cài cho anh tầm 3 hoặc là 5 ha. Rồi cái áp lực để mà nó báo cho mình á, áp lực đỉnh nó báo cho mình á là cái B plateau á, B plateau á nó sẽ bằng là mình cài là 30. Để có gì á, ống nội khí quản nó gặp góc hay gì đó, hay đầm nhất tăng tiết, tới đây nó báo động cho mình biết liền. Hoặc là bệnh nhân tỉnh chống máy thì nó cho mình biết chứ, phải không? Rồi, như vậy là mình đã có được những cái thông số thở này, cơ bản này nha. Rồi bây giờ mình đi tiến hành là cài những cái thông số này lên trên máy thở. Rồi như vậy tóm lại là để cài thông số thở cho một người cần thở máy thì mình làm gì? Thứ nhất là mình đi xác định ha, cài nè thông số máy thở. Thông số máy thở ha, thì mình làm những bước như sau. Thứ nhất là gì? Một là tính cân nặng lý tưởng. Tính cân nặng lý tưởng IBW. Rồi, tính cân nặng lý tưởng IBW ha. Thì công thức cân nặng lý tưởng thì sao? Nó sẽ bằng phần thập phân của chiều cao. Phần thập phân của chiều cao. Được không ạ? Ví dụ bệnh nhân 1m62 thì 62kg, 1m58 thì 58kg. Dễ ha, mình tính vậy cho nó nhanh. Rồi, số 2, sau khi có công nặng lý tưởng rồi thì mình áp dụng công thức tính BSA. BSA là diện tích da cơ thể ha. Thì nó sẽ bằng, nó bằng cái gì? Tải áp. Tải áp BSA. Được không? Trên Android hoặc là trên iOS iPhone ha. Rồi mình tải app cho nó lẹ nha, chứ đừng có áp dụng cái công thức là bằng căn bậc 2 của cân nặng này nhân cho chiều cao chia 3600 rồi ngồi bấm máy, đôi khi nó trật lắc á, không trúng đâu. Rồi số 3 có rồi phải không? Để mình tính cái VT nó sẽ bằng BSA nhân cho 4.0, nhân cho 4.0 nếu bệnh nhân là nam. Còn nếu thì mình sẽ còn bệnh nhân mình nhân cho 3.5 nếu bệnh nhân đó là nữ. Được không? Rồi, thì mình có cái VT rồi. Rồi sau khi có VT rồi sao mình bước 4 này. Bước 4 này, mình đi tìm F, được không? Tìm F tức là tìm tần số thở đó. Tìm tần số thở thì sao? Bằng cách là mình đi tính cái VE là thông khí phút. Thông khí phút này nó bằng, đối với người lớn là bằng 100ml trên 1kg. Ước lượng ha, đây là cái thông số ước lượng 100ml trên 1kg. Còn trẻ em thì sao? Đây là người lớn nha.
người lớn nha, còn trẻ em là 200 ml một ký, được không? Như vậy có VE rồi thì sao? Mình áp dụng cái công thức này nè, F nó sẽ bằng VE chia cho cái VT mới tính á, thì nó sẽ bằng cái F, được không? Rồi như vậy thì bước số 5 là gì? Bước số 5 là mình áp dụng, áp lên máy gây mê, được không? Áp lên máy gây mê và mình cho nó hoạt động. Thì những cái thông số này thì tất cả đều là mang tính chất là tương đối ha. Thì cái quan trọng nhất trong gây mê vẫn là hai thứ để mình kiểm tra, để mình theo dõi cái việc mà mình cài những cái thông số này nó có chuẩn hay không. Thì hai thứ đó, đó là cái, một là cái ETCO2, đúng không? ETCO2 hồi xưa nó là 40 cộng trừ 5, nhưng ngày nay thì người ta giảm xuống bớt rồi, thì nó còn là 35 cộng trừ 5, được không? 35 cộng trừ 5 ET bây giờ đó, mình dựa vào cái số này nè, tức là từ 30 cho đến 40 á, thì mình xem nó, nếu mà nằm trong cái khoảng này thì cái việc mà mình tính toán ở trên này nè thì tương đối là ổn. Còn nếu mà mình không có cái ETCO2 thì để mà kiểm tra cái việc mà mình cài như thế á, nó có ổn, có phù hợp với sinh lý của người bệnh hay không, thì mình sẽ dựa vào cái khí mắc động mạch. Khí mắc động mạch tức là mình phải lấy cái khí mắc động mạch ra, khí mắc động mạch ra để mình đi thử khí mắc động mạch, phân tích khí máu đó để đánh giá là cái mức độ thông khí tưới máu như vậy nó có ổn chưa, từ đó mình mới điều chỉnh ha. Khí mắc động mạch rồi thì sau cái bài này thì mình sẽ có hai cái vấn đề đặt ra để kết thúc cái phần này. Mình có hai câu hỏi cũng như là hai cái vấn đề đặt ra này. Câu hỏi số 1 là sau khi mà mình tính cái VT cho người bệnh, cái anh hoặc bệnh nhân hồi nãy là mình tính là 504, đúng không? Nhưng mà mình cài lên máy thở nó không có số 504 đâu, thì thường thì mình sẽ hạ xuống còn 500, đúng không? Mình hạ xuống 500 để cho nó chẳng, và để mình cài thì mình có nghĩ là bệnh nhân bị thiếu oxy không? Ha? Đôi khi mình có thể giảm xuống còn 480 nữa, 480 nữa nha. Có đôi khi mình lại giảm, xu hướng mình giảm nhiều hơn chứ không có tăng ha. Chứ tăng oxy đôi khi bệnh nhân họ chết á. Đừng có nghĩ là mình cứ tăng oxy nhiều, thở oxy nhiều sống không có đâu nha ha. Không có đâu. Đây cũng là một cái vấn đề cần phải giải thích ha. Thì tại sao mình cứ cho thở oxy nhiều bệnh nhân chết nha. Các bạn quan tâm thì bạn có thể trao đổi ở phần comment, ở phần thảo luận ở dưới á, thì mình sẽ trả lời cái vấn đề này ha. Là mình có thể giảm oxy chứ đừng có tăng oxy. Trên một bệnh nhân khỏe mạnh thì xu hướng mình giảm đi một chút ha. Chứ đừng có nghĩ là cứ thở oxy là tốt, không có đâu. Thở oxy nhiều người ta chết á. Cái thứ hai nữa là trong quá trình mình làm nè, cái thứ nhất là gì? Là mình có thể giảm một chút cái VT. Mình có thể giảm một chút cái VT ha. Cái thứ hai nữa là gì? Mình phải trả lời được, tức là mình phân biệt được là gì, là thông khí là gì và hô hấp là gì. Sau đó mình sẽ phân biệt được hai cái từ này, mình phân biệt được hai cái từ này nó có khác nhau hay là giống nhau, thông khí và hô hấp. Đó, hai vấn đề này mình cần phải nắm để từ đó mình có thể sử dụng cái máy gây mê á cho nó ổn. Chứ còn nếu mà mình không có phân biệt được cái thông khí và hô hấp á, đôi khi mình sẽ khó khăn trong vấn đề mà mình hiểu sâu về vấn đề về thở máy, cũng như là cái việc mà tăng hoặc giảm VT á, thì mình cơ sở mình dựa vào đâu. Thì cơ bản mình vẫn dựa vào cái ETCO2 và hoặc cái khí mắc động mạch, nhưng mà xu hướng mình giảm là nhiều hơn chứ không có ai tăng ha. Vì tăng nhiều á thì khả năng bệnh nhân sẽ bị kìm hô hấp. Phần comment thì ở trên blog nha, chứ còn ở bên trên YouTube thì mình không có để comment đâu. Mình khóa cái chức năng comment trên YouTube rồi, mình chỉ thảo luận trên blog thôi. Cảm ơn các bạn.